mình thấu được mọi chuyện nhân quả thì cái tâm mình nó nhẹ nhàng an lạc. Mà chánh định thường hay nói rằng đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm quán hận nài thêm đầy. Quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Vì mình tin theo nhân quả, khi mình làm cho người ta đau khổ mình có an vui không? Không. Nhân nào thì quả? Quả nấy. Làm lành mới có quả lành, làm ác làm sao mà có quả lành được? Tất nhiên là quả khổ. Thì muốn làm điều hay, muốn làm điều phúc, muốn làm điều thiện, nói chung là muốn làm phước hay là muốn làm những cái điều tốt đẹp, thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta có những cái pháp môn để mà quán tưởng. Hôm nay là lễ tất niên sắp sửa kết thúc một năm Quý Mão để chuẩn bị đón cái xuân Giáp Thìn. Vì vậy chúng ta thấy lại một năm nữa trôi qua, ngoảnh đầu nhìn lại thấy tà chớp vàng, răng long tóc bạc thiêm ra, chân rung gối mỏi, nước già nhăn nhiều. Đời người chẳng được bao nhiêu, ốm đau bệnh tật liêu xiêu về già. Theo tuổi bệnh cứ tăng ra, hỏi trong tiền kiếp gây ra những gì. Thời gian thì cứ trôi đi, buồn vui sướng khổ chẳng khi nào ngừng. Ngọt bùi cay đắng đã từng, chỉ mong thanh thản thôi đừng gian nan. Thì trong kinh Phật giáo Nam truyền á, trong cái phần kinh Nhật Tụng, Nhật Tụng là sao? Là tụng hằng ngày. Thì có một cái bài kinh Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Thứ nhất, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Thứ hai, ta đây bệnh hoạn phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Thứ ba, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Thứ tư, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi miệt mài. Thứ năm, ta đi với nghiệp của ta, giàu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kết thành. Vỗ tay. Tại sao chúng tôi phải chọn cái bài kinh này? Là vì Đức Phật dạy chúng ta có năm điều quán tưởng hàng ngày. Cái điều đầu tiên là gì? Năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Thứ nhất là ta đây phải có sự già. Nhiều khi chúng tôi nói câu này quý vị nghe nó hơi kỳ, nhưng mà nó rất là chân lý. Trên thế gian này không có gì là chắc chắn, chỉ có cái già, cái bệnh, cái chết là chắc chắn. Thấy không nè? Không có cái gì chắc chắn hết, nhưng mà chắc chắn là chúng ta phải già, rồi chúng ta phải bệnh, và chúng ta phải chết, và sanh lão bệnh tử, định lực đương nhiên của kiếp nhân sinh. Nhân sinh là kiếp vô thường mà. Vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Tại sao chúng tôi chia sẻ cái ý này? Vì chúng tôi muốn cái người mà Phật tử mà giác ngộ những cái việc này nè, về cái sự vô thường, về cái sự thay đổi, về cái sự già, sự bệnh, sự chết, thì chúng ta mới làm điều hay, điều phúc và điều thiện. Mình làm bằng một cái tâm xuất phát từ sự hiểu biết, chứ không phải làm gì phong trào.
không phải vì làm gì lời kêu gọi của nhóm, mà chúng ta tự nhận thức được trong cuộc sống này rằng chúng ta sẽ đến cái già, cái bệnh, cái chết. Ta biết rồi đây ta sẽ già. Thế gian chìm nổi lắm phong ba, ham chi vật chất đời giả tạm, quyết tâm tìm đến chốn Phật Đà. Mỗi ngày đêm trôi qua, chúng ta lại thêm già và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, mà quyền lực cũng buông thôi. Bao nhiêu người thân quý đành bỏ lại ra đi theo nghiệp mình đã tạo. Chỉ có các công đức là hành trang duy nhất, là bạn nương tựa tốt cho đời này đời sau. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là khi sự chết nó đến, tiền bạc mua nổi không? Không mua nổi. Quyền lực thì cũng buông, buông thôi. Kể cả quý vị làm vua, quyền lực nhất thiên hạ, nhưng mà rồi khi sự chết nó đến thì cũng buông thôi. Rồi bao nhiêu người thân quý, kể cả là vợ chồng, con cái, bạn bè thân thiết, đành bỏ lại ra đi. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con hay vợ con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực làm thình đứng nhìn. Cho nên chúng ta phải nhận thức được cái sự già, sự bệnh, sự chết và cái sự chia ly những người thân yêu quý của mình để ra đi, bỏ lại để mà ra đi. Khi mà nhận thức được cái điều này á, thì trong nhà Phật gọi là cái người này ngộ được vô thường. Cái pháp vô thường là pháp sanh diệt, đến đi có không còn mất. Tất cả pháp thế gian luôn nằm trong đối đãi, luôn vận hành mãi mãi theo quy lực nhân duyên. Hãy có đến thì có đi, có sanh thì có diệt, có buồn thì có vui, có sướng thì có khổ, có nhân thì có quả. Các pháp xuất thế gian vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt thoát cả có không. Ai biết tùy thuận pháp, luôn thông thả nhẹ nhàng, tâm thức luôn được an, không gì lai động được. Hiểu cái đoạn kinh này không? Vì các pháp thế gian luôn nằm trong đối đãi. Đối đãi là sao? Hãy có sáng thì có ánh sáng thì có bóng tối, hãy có đẹp thì có xấu, có khỏe mạnh thì có ốm đau, có giàu thì có nghèo, có sanh thì có diệt. Đó là những cái pháp đối đãi của thế gian mà nó theo quy luật nhân, nó luôn vận hành mãi mãi theo quy luật nhân duyên. Quý vị có đồng ý với chúng tôi, có lúc thì quý vị đầy đủ giàu có, nhưng mà cũng có lúc thì thiếu thốn nghèo, có lúc thì quý vị khỏe mạnh, có lúc thì quý vị ốm đau, có lúc thì mình đẹp kẻ đẹp, có lúc thì mình xấu. Nó vận hành theo cái quy luật nhân duyên. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị có những cái pháp mà nó xuất thế gian, vượt ra ngoài đối đãi, vượt ra ngoài sợ hãi, vượt thoát cả có không. Làm sao mà mình vượt được mấy cái này? Thì đó là cái pháp xuất thế gian. Đơn giản là giờ mình quan sát đi. Mình mong cầu thành công bao nhiêu
thì mình lại sợ thất bại bấy nhiêu. Do mình mong cầu thành công cho nên mình mới sợ thất bại. Do mình ham đẹp cho nên mình mới sợ xấu. Do mình ham giàu cho nên mình mới sợ nghèo. Do mình ham làm ăn thành công cho nên mình rất sợ thất bại. Và cuối cùng, do mình ham sống cho nên mình sợ chết. Cái người trí thật sự ra đó, họ không có màng đến những cái hạnh phúc của thế gian, tiền tài danh lợi. Cho nên cái chuyện mà khổ đau vì tiền tài danh lợi họ không có, vì họ đâu để tâm tới đó đâu. Còn mình thì để tâm tới đó. Cho nên cái khổ đau của cái việc mà tiền tài danh lợi nó dữ lắm. Cái người trí, cái chuyện sống chết đối với họ, họ xem nhẹ. Bởi vì có sanh thì phải có tử. Nếu mà sanh không tử thì chỗ đâu mà Chúa cho hết đi. Thế gian này đâu có chỗ, đúng không nè. Rồi mình theo đạo Phật thì mình tin nghiệp quả luân hồi, đúng không? Mình tin là hãy có luân hồi thì có sanh tử. Nghĩa là phải có một ông già hay bà già của đời trước chết đi thì mới có đứa bé trai bé gái sơ sinh kiếp này chào đời, đúng không nè. Và sanh tử luân hồi thì trong kinh có cái từ gọi là chúng ta đã sanh tử luân hồi vô số kiếp. Cái gì hiểu cái từ vô số kiếp không? Là mình đã chết đi sống lại, sanh ra chết đi sanh lại nhiều đến mức độ mà không đếm được. Cái chữ vô số là không đếm được. Nếu mà xét trên phương diện này thì chúng ta đã chết vô số lần, chứ đâu phải mới chết lần đầu đâu sợ. Bây giờ mình chết thêm lần nữa mình lại sợ. Nếu mình dùng cái trí tuệ mình suy nghĩ, tức là mình đã từng chết vô số lần, nghĩa là mình chết nhiều như vậy. Thì hôm nay mà lỡ chết lần nữa sợ không? Sợ. Vì mình ham sống. Mình ham sống. Cho nên mình rất sợ chết. Vì vậy chúng ta phải hiểu được cái quy luật nhân duyên. Là sao? Là nó xoay vần. Nó vận hành theo cái quy luật của nhân duyên hay nhân quả. Hôm nay mình hội tụ ở đây cũng là nhân. Thì hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị có thêm một cái tâm trạng, một cái thái độ tiếp xúc với cái chuyện xuân đến xuân đi, tiếp xúc với cái chuyện chúng ta có mặt ở cuộc đời này rồi sau này chúng ta ra đi, một cách nhẹ nhàng. Tâm trạng ta một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Có thể gần, có thể xa. Duyên trong cõi tạm tựa là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an. Yêu đời sẽ thấy lạc quan, thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Sáng ra thì môi nở nụ cười, tiễn đưa phiền muộn đón mời an nhiên. Những thứ không thuộc về ta mà lòng lại muốn, đó là không nên. Những chuyện ta cần phải quên mà lòng lại nhớ, gây nên muộn phiền. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi, tự nhiên khổ mình. Ngó đây nè, đừng ngó bảnh. Ngó đây, bảnh nó reo kệ đó. Phải tập cái tâm trung, cái tập trung của mình đây. Mọi việc hãy để tùy duyên, cưỡng cầu bất lợi, tự nhiên khổ mình. Luân hồi trong kiếp nhân sinh, có duyên có nợ, nhục dinh bẻ bạc. Dẫu cho người có giàu sang, quyền cao chức trọng cũng đang khổ sầu. Mọi việc chớ quá mong cầu,
tùy duyên đi đến nhịp cầu buồn vui. Đừng vì thăng tiến thụt lùi, sanh tâm tà ác ngậm ngùi về sau. Thiện tâm là pháp nhiệm màu, cho ta thanh thản mài xào an lành. Như vậy chúng ta xây dựng, chúng ta có một cái nhìn trí tuệ xuyên qua cái lăng kính nhân quả. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đầu xa. Mình xây dựng một cái nhìn, tất cả các pháp đều có nhân có duyên. Hãy cái nhân nó có cái duyên, cái nhân sanh thì tất nhiên nó phải có nhân diệt. Mình đến với cuộc đời này cũng là cái duyên, rồi mình ra đi khỏi cuộc đời này cũng là cái duyên. Cho nên cái bài thơ chữ duyên nó rất là thâm sâu. Nếu chúng ta ngộ được cái chữ này thôi, chúng ta thấy chúng ta có ngay một cái đời sống nhẹ nhàng. Ví dụ như thuận duyên thì mọi việc nó dễ dàng, nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên thì chuyện khó cũng xong, không duyên chớ đợi chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi, hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ u phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên chân chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông, duyên sâu thì hợp, mà duyên mỏng thì tan. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Cách đây khoảng tháng 12, chắc một tháng, khoảng 15 tháng 12 thì chúng tôi có duyên lành đi sang chiêm bái Phật tích, trở về với đất Phật thánh địa. Thì khi chúng tôi sang bển á, thì chúng tôi thấy những cái người nào mà có mặt ở bên đó đó, được đến đất Phật để đảnh lễ chiêm bái tu học, thì thật sự cái người này có nhân duyên rất lớn. Vì vậy chúng tôi có cái bài hát là Người Có Nhân Duyên, xin gửi tặng quý vị. Người có nhân duyên xin trở về đây, người có nhân duyên nên gặp mà pháp màu. Con là người vô minh đã từ lâu, nay nhờ pháp màu nên đã trở về đây. Nhìn thấy bao nhiêu sinh cảnh ngày xưa, lòng xót xa đào thương cảnh vô thường. Con nguyện cầu cho mưa pháp hiền linh, để mãi trường tồn như nhân thế hằng mong. Con ước mong lời pháp Phật nhiệm màu, nhưng giờ này còn đâu bóng Thế Tôn. Trong ánh mắt đêm nào phục trầm tư tưởng người, thầm nguyện cho chúng loài được vẹn tròn ân đức Thế Tôn. Con chúc
cho muôn loài được an vui, chúc lành cho pháp mẫu được lan xa, con chúc cho chúng loài tình thâm pháp bao la, con chúc cho pháp màu được khơi sáng bền lâu. Người có nhân duyên xin giữ bền tâm, đừng để cho duyên mai một pháp lành. Con nguyện lòng xin ghi mãi từ đây, cho tròn đời này vui với pháp mà thôi. Hiểu cái từ mà vui với pháp không? Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Ghê hả? Vì vui với pháp mà nay vui đời sau vui. Làm lành hay làm thiện hay làm phước á, thì mới hai đời vui. Đầu tiên vui thấy mình được làm lành, làm thiện, làm phước. Sau đó quả lành, quả thiện, quả phước trổ ra, mình được vui hơn. Còn ở ngoài đời á, là nay vui mà đời sau khổ. Cái vui này á, là cái niềm vui chánh pháp. Mà chúng tôi hay nói rằng á, là trong cuộc đời của chúng ta dựa vào cây á, cây nó sẽ đổ. Dựa vào núi á, núi sẽ mòn. Dựa vào sông á, sông sẽ chảy. Mà dựa vào người á, người cũng đi. Muốn an vui dựa vào pháp. Muốn tồn tại dựa vào chính mình. Ở trong kinh có hai bài kinh Đức Phật dạy. Trong cái bài kinh Parinibbana Mahaparinibbana Đại Bát Niết Bàn, thì trước khi Đức Phật tịch diệt, thì ngài A Nan, một vị thị giả kề cận bên Đức Phật suốt nhiều năm, thì lúc bấy giờ ngài A Nan có bạch hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi Như Lai tịch diệt, chúng con lấy ai làm thầy? Đức Phật trả lời: sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy gì? Lấy pháp làm thầy. Đó, tôi nhớ cái chỗ này. Y pháp bất y, y nhân. Ngày nay trên các trang mạng xã hội có rất là nhiều sự kiện xảy ra thuộc dạng scandal luôn. Thì bây giờ mình là người Phật tử có chánh kiến, có niềm tin, tin sâu nhân quả, thì phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang, ai tu nấy đắc, ai ăn nấy no, ai gãi nấy sướng, chứ mình gãi bắt tay sướng sao được, phải không nè? Bây giờ quý vị gãi là quý vị họ hỏi người kế bên sướng sao ta trả lời được. Cho nên thứ nhất là phải nương tựa vào pháp, lấy pháp làm thầy. Đoạn kinh thứ hai thì Đức Phật dạy là hãy hải đảo tự thân. Hiểu cái từ này không? Tức là phải nương tựa vào chính cái sự nỗ lực của mình. Nghĩa là mình qua từ giống kết nên cành, như ta làm những việc lành từ thân. Tức là Đức Phật ngài dạy nhờ có cái thân quyển vọng này thì chúng ta mới thấy được cái sự già, sự bệnh, sự chết nghe. Không nhờ cái thân này mình không có thấy đâu. Mình sanh làm chư thiên sống lâu quá, cho nên mình cũng không biết cái già, cái bệnh, cái chết. Chư thiên không có già, cũng không có bệnh, mà sống lâu lắm mới chết. Cho nên nhiều khi nó sanh ra cho mình cái sự dễ vui. Còn mình kiếp người nó mong manh nè, sớm còn tối mất, đấu tranh làm gì? Hãy ngồi suy nghĩ lại đi. Thân là tứ đại, có gì của ta? Tiền tài danh lợi cao xa, vô thường đã đến có mà đem đi. Ta nên tập sống từ bi, để mai nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Có nhiều người chết cái gì mở mắt cào cáo, còn nhiều điều tiếc nuối.
chưa muốn đi, người thân đến vuốt vuốt mặt á, vuốt cho mắt cái nhắm lại, vừa vuốt xong buông ra nó mở lên lại. Có đó, có không? Có, phải vuốt 3 lần 4 lượt mới chịu nhắm mắt xuôi tay ra đi. Là vì cái người này nó còn nhiều cái tiếc nuối, mình có nhiều cái sự dính mắc lắm, của cải, tài sản, quyến thuộc, thân bằng, cho nên mình chưa đành ra đi. Vì vậy mà chúng tôi hay khuyên rằng, nếu chúng ta đã chọn con đường tu Phật thì đừng bao giờ tính đến chuyện hơn thua. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Nhưng mà khổ một nỗi là mình biết, nhưng mà do cái nghiệp chướng tiền kiên tật lâu đời của mình nó che lấp đi cái trí tuệ của chúng ta. Chứ đây à, tất cả đạo tràng Phật tử của chúng ta thì đi chùa bao lâu nay thì ai không biết đời là vô thường, sống nay chết mai, đúng không nè? 100% là ai cũng có thể nói một câu là đời là vô thường, sống vậy chứ biết chết lúc nào. Nhưng mà khổ không nói, biết đời là khổ mà mê đời vẫn mê, cái nghiệp chướng của mình vậy đó. Biết là cục mỏng phù du, biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê, mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Mình nghĩ cũng tức chứ, phải không nào? Có gì có tức không chứ? Chúng tôi tức lắm. Mình biết cái cuộc mộng này đã biết xuống trần chơi chốc lát rồi, nào ngờ ở mãi đến hôm nay chịu về. Mà cứ đi về thì lại không muốn về, phải không nè? Mình xuống đây để mình dạo chơi chút thôi chứ. Kiếp nhân sinh mà, nhân sinh là kiếp vô thường. Mới ngày nào đầu sanh đây đã bạc. Tặng quý vị bài hát Đời Vô Thường để mới thấy được thấy được cái kiếp nhân sinh vô thường. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lặn vào cuộc sống đoạn trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương, lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được là đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung, đành quyết chí tu hành. Khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo, xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu. Mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh, mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng,
nhờ đâu phước được làm người. Tình tận lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Tinh tấn lên đi, đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí, nguyện kiên quyết tu trì. Nghe chữ tu sợ không? Không, tu ở đây nó có nhiều nghĩa. Tu mà xuất gia thọ giới như thầy trưởng ban tổ chức ở đây với chúng tôi ở đây với sư cô ở đây là xuống tóc xuất gia thọ giới cũng là nghĩa tu. Rồi tu là sửa những điều xấu thành điều tốt. Tu tâm sửa tánh cũng tu. Tu mà trao dồi nhiều cái nghiệp thiện, tránh bớt cái điều ác cũng là tu. Tu nó có nhiều nghĩa, tu là sửa nè, tu là xuất gia nè, tu là trao dồi. Thì bây giờ định nghĩa cái chữ tu này để cho Phật tử mình mới hiểu chứ bây giờ nghe đời vô thường quá rồi cái vô nghĩ đi tu như mấy sư rồi xuống tóc rồi muốn cầu đạo phải cạo đầu ta sợ quá ta đâu. Thấy không? Tu là gì? Thứ nhất tu là sửa cho mình bớt khổ cái này. Tu theo lời Phật độ chúng sinh. Tu là cố gắng thực hành. Tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Tu sao phải thật là hiền. Tu là để bớt não phiền trong tâm. Tu là sửa đổi mê lầm. Tu là bỏ hết cạnh tranh với người. Tu là nhẫn nhịn ai ơi. Tu là cõi phúc đời đời yên vui. Hiểu cái chữ tu chưa? Cái điều tiên quyết đầu tiên là sửa cho mình bớt khổ. Mà muốn sửa cho mình bớt khổ thì phải thấy được cuộc đời là sanh lão bệnh tử. Khi thấy được như vậy rồi thì chúng ta mới tích cực làm điều lành. Nhờ cái điều lành nó giúp cho chúng ta được hạnh phúc an vui. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Mình sợ cái vô thường không phải là mình sợ nó một cách, mình sợ để mình nhận thức chứ không phải là sợ hãi. Không phải là mình sợ chết nha. Cái người tu Phật không có sợ chết. Mình hiểu nhân quả nghiệp báo rồi. Con người sống được bao lâu tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì? Khổ sầu phiền não mà chi? Để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Quý vị đã biết, nếu đã biết thân xác là tạm bợ, ở đây trăm người ai cũng biết cái thân xác là tạm bợ không? Nó có bền chắc không? Thân này tạm bợ dữ lắm. Nay nó khỏe, mai nó ốm. Rồi nay nó đẹp, mai nó xấu. Nhất là mỗi lần Tết đến xuân về. Hôm nay là mình thấy Tết về chả có gì, chỉ có già. Cái già là chắc chắn. Thấy không nè? Cái già chắc chắn. Cho nên bây giờ hồi còn nhỏ thì mình ham Tết. Nhưng mà lớn lên hỏi ai, nó thôi tôi sợ Tết lắm. Tại sao quý vị biết không? Tại vì mình ham trẻ mình sợ già. Mình càng ham trẻ bao nhiêu thì mình sợ già bấy nhiêu. Mình ham sống bao nhiêu thì mình sợ chết bấy nhiêu. Cho nên bây giờ là phải bớt ham. Đọc theo chúng tôi câu này. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Ham khen, ham đẹp, u phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau. Thân tâm an lạc khỏi vào chùa am. Thân tâm an lạc khỏi vào chùa
Thế đi chùa nhiều là biết chưa dứt miếng nào. Đúng không? Mình có khoa học. Chúng tôi nói rất là khoa học. Nếu năm ham này đã dứt rồi thì xin lỗi quý vị khỏi vào chùa. Mà thấy đi chùa quá trời luôn là biết năm ham này ổng dứt miếng nào. Còn yêu nguyên. Thấy không nè? Đọc lại. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền. Ham khen, ham đẹp, u phiền, khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau. Thân tâm an lạc, khỏi vào chùa am. Mà giờ còn đi chùa không? Đó, vậy thôi. Khoa học lắm. Có đáp số rồi. Còn vào chùa là biết, còn ham. Đúng không nè? Cho nên mà thấy Phật tử mình nườm nượp, mình những cái ngày đầu năm kéo vô chùa rần là nhìn vô rồi, ham khen, ham đẹp, tùm lum tùm đẹp. Không bớt miếng nè. Thì bây giờ là nãy chúng tôi nói là tu là gì, sửa cho mình bớt khổ. Mà quý vị biết không, ham nhiều nó khổ nhiều. Ham ít nó khổ, khổ ít. Mà không ham nó không khổ. Mà mình thì không có vụ không ham rồi. Không ít thì nhiều thôi. Ở đây ai khổ ít đâu? Không dám giơ tay. Bởi vì cái người khổ ít thì họ ham ít. Mà hỏi cái gì khổ ít đâu, không có ai dám đưa tay cho là biết là ham nhiều. Cái này nó tăng theo cái tỷ lệ thuận của cái mà ham sống bao nhiêu thì sợ chết bấy nhiêu. Ham giàu bao nhiêu thì sợ nghèo bấy nhiêu. Ham đẹp bao nhiêu thì sợ xấu bấy nhiêu. Rõ ràng quý vị thấy phái đẹp không? Phái nữ đó. Họ ham đẹp cho nên họ sợ xấu lắm. Sắp Tết nhất tới nơi rồi. Sắp sửa có yến tiệc tất niên, lễ tri ân, rồi liên quan, rồi họp mặt. Mà tự nhiên nổi lên một bụng bụng. Một vấn đề big problem. Nhưng mà đối với đàn ông thì họ đâu có ham đẹp. Cho nên bây giờ xin lỗi quý vị, cho dù là Tết đến, lễ đến, sinh nhật tất niên, tri ân tất niên gì vân vân thì vân vân, nói hai một bà một mấy ông cũng ngủ khò. Là vì đàn ông cái tâm của họ bớt, ít có cái chuyện ham đẹp. Mình nói là nó phần đông nha, có nhiều ông bây giờ cũng ham đẹp lắm, cũng đi tân trang gọi là nhung nhang của mình chứ. Nhưng mà mình nói cái đa phần, vì phụ nữ là phái đẹp. Vì sao là phái đẹp? Thật sự họ không có đẹp mà họ ham đẹp mới gọi là phái đẹp. Chứ phụ nữ chưa chắc gì là gọi đẹp. Tại vì cái đẹp đó hay xấu là tùy theo cái nhãn quan của người ta nhìn. Nhưng mà phụ nữ được gọi là phái đẹp là biết tại sao không? Vì ham đẹp. Bản thân họ ham đẹp, họ thích làm đẹp chứ mới được gọi là phái đẹp. Còn đàn ông là phái mạnh, vì nó mạnh thiệt. Thấy không nè? Giờ mình nói về sức mạnh á. Cho nên càng ham đẹp bao nhiêu thì càng sợ xấu bấy nhiêu. Không tin chúng tôi mà sắp Tết nhất tới nơi rồi, sắp mặc đồ đẹp đi du xuân rồi, đi ra ngoài chợ hoa thành phố, đi hội chợ hoa xuân để mà check in chụp hình. Và tự nhiên giờ mụn nó nổi, nóng quá ăn cái gì không biết nó nổi là mấy mục, khó chịu, bất an. Là vì mình ham đẹp. Còn mấy ông nhiều khi nói một hai một, mấy ông cũng đi du xuân, đi phà, đi tự tại đi. Thì từ đó mình mới suy ra, thật sự thì cái chết nó không có đáng sợ, mà cái đáng sợ là mình sợ chết. Mình sợ chết bao nhiêu thì cái chết nó đáng sợ bấy nhiêu. Thấy không nè? Chứ cái người mà họ thông hiểu nhân quả nghiệp báo rồi, cái chuyện đó. Người sợ chết ta chẳng kinh, người ham cười nói ta dình lặng thinh, người tài sản ta tâm linh, người mang khổ lị ta rình đạo màu, người vui theo nhạc sập sình ta vui tiếng kệ lời kinh sớm chiều, người vui thích thứ
thích thú bao điều, nay đi quên đem kiến, quên đem tùm lum hết, đi gấp quá sách lộn cái đãi này, cho nên giờ cũng thấy đường đâu mà đọc. Xin lỗi quý vị, đọc nó có trạch thì quý vị quên. Cái hiện tượng mà mắt mờ, chân run, gối mỏi, da nhăn là cái hiện tượng già mà trong kinh gọi là thiên sứ báo điềm. Cái này kể nghe chơi nghe rồi đọc tiếp. Là khi mình chết đi á, thì trong kinh, bài kinh Diêm Sứ á, là mình mà sanh xuống, lỡ mình xin lỗi quý vị là mình đọa vào địa ngục, thì cái ông Diêm Vương á, ông phán quan Diêm Vương, ông ấy hỏi mình á, là lúc ở trên đời ngươi có thấy một cái đứa bé sanh ra oa oa ba tiếng khóc chào đời không? Thì mình nói mình thấy. Rồi ông hỏi khi thấy như vậy á, là có biết cái kiếp nhân sinh nó khổ đau mà lo tu không? Mình trả lời không. Rồi ông hỏi tiếp, rồi khi một cái đứa bé lớn lên rồi thấy đứa bé đó bệnh không? Mình xin lỗi quý vị, thấy đứa bé đó già không? Ông nói thấy. Thì một người lớn lên mà thấy già, mình thấy. Hỏi gì, khi già vậy là có lo tu không? Không. Rồi khi thấy người già đó, khi họ lớn tuổi thì họ dễ bệnh. Người lớn tuổi mà bắt đầu sanh ra bệnh, người có thấy không? Ồ, thấy như vậy là có lo tu không? Không. Rồi Diêm Sứ mới nhắc tiếp rằng là khi thấy một cái người già, người bệnh rồi người ta chết, thấy không? Thấy. Thấy là có lo tu không? Không. Cho nên bây giờ có mặt ở đây. Đó, Diêm Vương trả lời, tức là cái bài kinh này Diêm Vương nhắc mình tại sao mình có mặt ở dưới đây. Là vì đơn giản là lúc ở trên trần gian mình thấy sanh, lão, bệnh, chết mà mình không có một chút gì mà lo, thức tỉnh mà tu. Cái lịch sử cuộc đời của Đức Phật mà Ngài dạo bốn cửa thành đó, là nhắc nhở chúng ta đó. Nhắc nhở chúng ta là thấy một cái người già, người bệnh, người chết, rồi một người xuất gia là tu đó. Cái biểu tượng mà xuất gia đây là tu, một cái hình ảnh một cái vị xuất gia là tu ở đây là chúng ta phải là tu sửa trao dồi những cái công đức đó. Là chúng tôi nói rồi nè, thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta, những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc, hoặc là hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Hiểu câu này không? Cái mình bỏ bớt những cái danh lợi, tiền tài, vật chất, để cái tâm mình hướng đến một sự an lạc. Cho nên một cái hiện tượng già nó phải đưa xa ra mới thấy nè. Người vui theo nhạc sập sình, ta vui tiếng kệ lời kinh sớm chiều. Ở đây có ai có kiến lão không? Kiến của người già mà cho mượn cái không thấy đường. Sáng qua yên tâm. Người vui thích thú bao điều, ta vui đơn giản học điều Phật răn. Người tu lắm bạc nhiều, xin lỗi, người vui lắm bạc nhiều tiền, ta vui do hiểu não phiền từ đọc. Người vui cuộc sống sang giàu, ta vui học được pháp màu Phật cao. Người vui rộn rã xôn xao, ta vui buông bỏ ước ao phàm trần. Lẽ ra sinh tử xoay vần, mà ta sai đắm chiếc thân bao đời. Từ nay ta biết xa rời, si mê ngũ dục, đời đời khổ đau. Vì vậy, cái người tu của chúng ta là gì? Tết về gõ cửa buồn thêm tuổi, vì đến gần hơn hố tử sinh, già mái đầu xanh thêm sợi bạc, răng cũng rời môi chẳng chút tình. Răng với môi nó ở với nhau mấy chục năm, đến một ngày nào đó răng nó nói với môi rằng: môi ở lại, răng đi nhé. Đó là sự chia tay vô thường. Tết về gõ cửa cho thêm tuổi, má cốp răng long tóc bạc dần, chán cảnh hồng trần gây oan nghiệt, quay về bờ giác để nương thân. Tết về mình chẳng ước cao xa, chỉ mong gia đạo mãi thuận hòa, nuôi dưỡng bình an trong tâm trí,
để cả năm dài sống nở hoa. Vì vậy mỗi lần Tết đến xuân về thì mình chúc cho Phật tử là chúc như thế nào? Chúc cho năm mới thật bình yên, tự tại thông dong, chẳng muộn phiền. Xuân đến xuân đi tâm tịch tịnh, mà pháp sanh pháp diệt tánh thường nhiên. Vì mình hiểu rằng là xuân đến xuân đi có rồi không? Tấm lòng con Phật tinh thông tỏ tường, đón xuân trong cảnh vô thường, mỉm cười tự tại trước muôn thăng trầm. Như vậy thì người Phật tử chúng ta là cho dù có đón xuân xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền hóa lão tòng đầu thượng lai, xuân đến thì trăm hoa nở, xuân đi thì trăm hoa rụng. Mọi việc cuộc đời này bao nhiêu công chuyện nó cứ xây vần lây quay lây xây vần công việc như vậy, mãi mê công việc như vậy. Cái trên đầu già đến, đến rồi sực nhìn lại ngó trên đầu thấy già đến rồi. Cho nên nếu chúng ta đón xuân trong cảnh vô thường, hiểu câu này không? Tức là đón xuân trong các cái pháp, hiểu được các cái pháp sanh pháp diệt, đến rồi đi có rồi không, thì chúng ta mới mỉm cười tự tại trước muôn thăng trầm. Còn nếu chúng ta không đón xuân trong cảnh vô thường, không đón theo gọi là mùa xuân chánh pháp á, chúng ta đón theo cái dạng mùa xuân cuộc đời á, thì chúng tôi khẳng định với quý vị là 3 ngày xuân 4 ngày xẹp. Phải không nè? Tết đến làm chi thêm bận lòng, đè lên kiếp sống nỗi chờ mong, thao thức ngồi đón tương lai đến, hy vọng quá thành ảo vọng không. Thời gian đã hết, thấy tín hiệu của thầy trưởng ban tổ chức. Cho nên trước khi dứt lời tặng quý vị bài hát Câu chuyện đầu năm. Hát xong bài này mới kết thúc. Mỗi lần Tết đến xuân về quý vị có nghe cái bài hát Câu chuyện đầu năm không? Cái bài đó là sao? Trên đường đi lễ. Đó, tặng quý vị bài hát đó để kết thúc nha. Trên đường đi lễ Phật đầu năm, qua nhiều duyên đã đến nơi này, con kính mừng ước nguyện trọn tâm, mang niềm hạnh phúc ước mong vui cùng tất cả mọi người. Con cầu xin Thế Tôn từ dung, ban từ bi trải khắp muôn loài. Xin khấn nguyện pháp lực từ ân, cho mọi người nghiệp chướng đau thương quay về sống lại niềm tin. Con xin nguyện tha thiết, con xin được mong ước cho nhân gian đầy duyên phước, thế gian luôn hòa bình, biết nhân duyên cuộc đời, xây pháp Phật đi khắp nơi. Con xin được đảnh lễ, dâng lên niềm tôn kính, trong tâm tư nguyện ghi khắc, sống an vui mọi người, sống như con Phật Đà, nguyện một lòng xin khắc ghi. Con về đây với tâm nguyện chung, mong trần gian hạnh phúc vui đầy, con kính mừng ước nguyện trọn tâm, duyên quá khứ xa hiện tại, nhân Phật từ đây. Con kính mừng ước nguyện trọn tâm, duyên lành từ quá khứ xa hiện tại, nhân Phật từ đây.
Trước khi kết thúc thì cho chánh định nói lời tri ân đến đại đức Quang Lịch, trưởng ban tổ chức buổi lễ tri ân tất niên cho đạo tràng Phật tử chúng ta tối hôm nay, cũng như cảm ơn toàn thể chư Phật tử đã dành cái thời gian quý báu của mình có mặt trong buổi lễ hôm nay, giúp cho chánh định hoàn thành xuất sắc bài giảng hôm nay. Kính chúc quý vị an lành. Nam mô. A Di Đà Phật. Quý vị có ham không? Quý vị có ham lần đầu lần thứ hai sư về nữa không? Bữa nay sư giảng đụng chạm tới mấy cô áo dài. Tại mấy cô này đang ham. Kính bạch sư, pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên nay được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa quyền vi. Kính bạch sư, đại chúng đồng chắp tay. Hơn một giờ đồng hồ vừa qua, đại chúng đã được nghe những lời pháp âm vi diệu của Thượng Tọa Giảng Sư. Thay mặt cho đạo tràng, một ngày an lạc, một ngày lắng nghe, chúng con thành kính niệm ơn Thượng Tọa Giảng Sư đã từ bi ai lân ban pháp cho đạo tràng chúng con. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa Giảng Sư tướng hảo thường quang minh, trí tuệ mãi sáng ngời, từ bi rộng độ khắp chúng con cùng chúng sanh, đều đồng đăng bỉ nghẹn. A Di Đà Phật.